Trong gian nan nguy khôn, con chạy đến đây cùng Giuse. Khi tâm tư lo lắng, con tìm đến để được úi an. Xưa thánh gia khi gặp khó khăn, cha đã đưa tay trèo vững vàng. Qua bao nhiêu sóng gió, qua ngàn nỗi mưu thù thế gian. Ôi cha Giuse ân thầm khiêm tốn, tin yêu nơi cha con tìm chạy đến. Xin cha lắng nghe tiếng lòng con khấn xin cho gia đình nhân. Lại những chặng đường của thánh Giuse có niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn trở ngại. Nhưng dù cho có gặp bao nhiêu thử thách trong đời, chúng ta hãy biết noi theo gương thánh cả, giữ tròn niềm tin cậy mến và sống một đời công chính ngay lành, để xứng đáng được Chúa ban phần thưởng quý báu nước trời. Dân thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, vị chủ tranh của Tổng Giáo phận, cho Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá, cho các bậc làm gia trưởng cùng những ai đã chọn thánh Giuse làm bổn mạng. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho quý cha sở tiền nhiệm của chúng ta là cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái, cha Giuse Phạm Đình Đại. Cách riêng chúng ta cầu nguyện cho cha phó Giuse Nguyễn Trung Tiến mến yêu của chúng ta, cũng như cầu nguyện cho giáo họ thánh Giuse của giáo xứ chúng ta. Và cũng xin thánh cả Giuse hằng cầu bầu cho tất cả chúng ta khi còn sống ở đời này, để trong ngày sau hết được đoàn tụ với các thánh vinh hiển trên quê trời. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng bắt đầu dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, lời của bài hát ca nhật lễ chúng ta hát lên lạy thánh Giuse công chính trung thành là hiền phụ của Chúa Giêsu. Tất cả điều đó đã nói lên con người của thánh cả Giuse ngày hôm nay. Và ngày hôm nay giáo hội mừng bổn mạng thánh cả Giuse, bổn mạng của giáo hội, bổn mạng của tất cả mỗi người chúng ta và những ai nhận thánh Giuse làm quan thầy. Các riêng của giáo họ Giuse ngày hôm nay,
Hiệp dâng thánh lễ chiều hôm nay chúng ta hiệp ý tạ ơn Chúa cầu bảo ngài xin thánh hóa công việc xe cho cố baby cùng cầu nguyện theo ý những người xin. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng tham dự cử hành mầu nhiệm. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa gửi vinh hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho Thánh cả Giuse và Thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời Thánh nhân cầu thay người giúp cho giáo hội biết luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ 2. Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của David. Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.
chính nó sẽ xây một nhà để kính dâng ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban cho và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm vào bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà thu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, thường khi mỗi người chúng ta đi đến các đền đài Thánh Giu-se, nơi đó chúng ta thường là đọc được những dòng chữ chẳng hạn như là: Hãy đến cùng Giu-se. Hay cũng có những nơi ghi một cái câu, đó chính là: Giu-se Đấng Công Chính. Gần đây nhất, trên Đấng Công Chính, tại sao không đọc một cái tên khác mà lại gọi là Giu-se Đấng Công Chính? Thưa anh chị em, bài tường thuật tin mừng của Thánh Sử Matthew ngày hôm nay cho ta thấy về một biến cố truyền tin cho Thánh Giu-se. Và chúng ta thấy có một đoạn viết như thế này: Ông Giu-se chồng bà là người công chính và đã không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Như vậy thì ta thấy rằng có hai cái nguyên nhân thúc đẩy ông Giu-se định lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo. Nguyên nhân thứ nhất đó là vì ông là người công chính, và nguyên nhân thứ hai đó là vì ông không muốn tố giác bà. Chúng ta chỉ dừng lại hình ảnh ở một Giu-se Đấng Công Chính, nơi biến cố truyền tin cho ông Giu-se này. Thế nhưng mà thưa anh chị em, như thế nào gọi là công chính? Và chúng ta có thể gọi bằng một cái tên khác hay là không? Giả như chúng ta nói rằng Giu-se là người tốt, ví dụ như vậy, chúng ta thấy nó có hợp lý hay không? Và rồi có làm thay đổi cái ý nghĩa Giu-se là người công chính, cho nên không muốn tố giác bà, cho nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo? Đại loại là như vậy, thưa anh chị em. Thế nhưng mà nó có cái sự gì khác biệt ở trong đó? Người tốt có phải là một người công chính hay là không? Hay ngược lại, một người công chính có phải là một người tốt hay không? Còn thế nào là ngay thẳng? Trong dụ ngôn, người chủ vườn nho trả công cho những người thợ của mình, đó là những con người sống chân thật theo lẽ phải, không gian dối và không thiên vị, sống công bằng. Một người nào, đàn ông nào đó thấy người vợ mình có điều gì chướng, thì ông ta sẽ viết cho bà vợ của ông ta một chứng thư ly dị,
trao tận tay cho bà ta và đuổi bà ta ra khỏi nhà. Đệ nhị luật. Thế nhưng mà thưa anh chị em, ta thấy Thánh Giuse ngài đâu có làm như thế, ngài đâu có làm như lời luật Môi-se dạy. Vậy Thánh Giuse là người công chính phải hiểu theo cái lẽ nào? Trong tin mừng của Thánh Sử Matthew, ta thấy ngoài Thánh Giuse không hề thấy Thánh Sử đề cập đến bất cứ một nhân vật nào khác được gọi là công chính giống như vậy. Abraham, ông tin Đức Chúa, vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính. Và thư của Thánh Phaolô tông đồ của tín hữu Roma nhắc lại cái điều đó trong sách Sáng Thế. Như vậy thì ta thấy rằng Abraham được Thiên Chúa gọi là người công chính chỉ vì một điều, đó là ông đã tin. Ông đã tin vào lời của Đức Chúa nói với ông. Ông tin lời hứa của Thiên Chúa là Đấng sẽ cho ông trở nên tổ phụ của một dân tộc thánh thiện. Và ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ lời hứa của Thiên Chúa dành cho một tổ phụ của một dân tộc. Và để diễn tả cái tâm trạng của ông Abraham khi phải đối diện với thử thách của niềm tin, ông đi để trông cậy, nhưng ông Abraham vẫn cậy trông và vẫn vững niềm tin. Vì lẽ đó, trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nói như thế này: ông Abraham đã trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Chính bởi vì niềm tin sắc son vào Thiên Chúa mà Abraham đã được gọi là người công chính. Chính bởi vì tin điều mà Thiên Chúa phán hứa qua lời sứ thần, ông Giuse đã trở nên là người công chính tổ của Abraham. Đó cũng là cái lời mời gọi, cũng như là một cái thái độ Thiên Chúa mời gọi tất cả mỗi người chúng ta một lòng trông cậy vào Thiên Chúa. Và đó cũng chính là tâm trạng của thánh cả Giuse ngày hôm nay, băn khoăn mọi điều nhưng vẫn một lòng tin cậy vào Chúa. Và thánh cả Giuse trở nên cha của những người tin. Dù vậy, ông Giuse đã tin và vẫn tin, cho nên có một lý do để Thánh Sử Matthew thêm vào liền sau danh xưng của Thánh Giuse, đó chính là ông đã trở nên người công chính, hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa, hoàn toàn tin cậy vào lời của Thiên Chúa. Tuyệt vọng như ông Abraham nhưng vẫn một lòng cởi trông, đó chính là cái thái độ của một con người sống luôn luôn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Tuyệt vọng nhưng vẫn một lòng cởi trông để trở nên bí quyết, để đến người công chính cho Abraham, để trở nên một con người luôn vững vàng tin vào lời của Thiên Chúa hứa nơi cuộc truyền tin của thánh cả Giuse nhận được từ sứ thần Gabriel. Xin tổ phụ Abraham, xin thánh cả Giuse, bổn mạng của mỗi gia đình chúng ta, bổn mạng của mỗi người chúng ta, chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta có được một niềm tin, một đức tin đủ lớn như các ngài khi phải đối diện với những nghịch cảnh khó khăn của cuộc sống, để cho dù không còn gì để hy vọng, phải nói là tuyệt vọng, nhưng chúng ta vẫn một lòng tin cậy và phó thác vào Chúa. Hiệp dâng thánh lễ chiều hôm nay, xin cho tất cả mỗi người chúng ta được lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa, được lớn lên và hành xử trong yêu thương, được ngợi khen và cảm tạ Chúa với niềm vui trọn vẹn. Amen. Một Thiên Chúa. Một vật thơ hình và có thật, người là Thiên Chúa, đời Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thật, đời Thiên Chúa thật, nửa sinh ra mà không phải nửa ta thật, nhờ người mà muốn vật được ta thật, vì loài người
Anh chị em thân mến, Thánh Giuse là người quản gia trung tín và khôn ngoan. Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình của Chúa. Trong niềm tôn kính và mến yêu vị thánh đồng mạng của Giáo hội Việt Nam, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Đặc biệt là các người cha trong gia đình luôn xem Thánh Giuse là một gia trưởng gương mẫu về mọi mặt và cố gắng noi gương người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các người cha trong gia đình biết cố gắng sống trọn vẹn những gì Hội Thánh đã nhắn nhủ. Xin Chúa Thánh Giuse luôn lao động cần cù để nuôi dưỡng thánh gia cũng như để làm tròn thánh ý Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đang sống trên trái đất này biết dùng lao động trí óc và chân tay mà thực hiện ý Chúa là làm chủ vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên để con người được ấm no và hạnh phúc. Xin Chúa Việt Nam, chúng ta hiệp lời cầu xin người chuyển cầu cùng Chúa ban cho Hội Thánh tại Việt Nam vượt qua được mọi sóng gió và không ngừng phát triển. Thánh Giuse là bổn mạng của cha phó và quý cha, quý anh em. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho con cái Thánh Giuse luôn noi gương thánh cả, sống hy sinh, khiêm nhường, thầm lặng đón nhận thánh ý Chúa, chu toàn ơn gọi và sứ mạng Chúa cho. Lạy Chúa là Cha chí thánh, Thánh cả Giuse là gương mẫu tuyệt hảo cho các gia đình về đời sống tin cậy mến và lao động cần cù. Xin cho các gia đình luôn luôn noi gương người bình tĩnh và hiền hòa khi điều khiển gia đình của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa Chúa cho buổi lễ mừng thánh cải. Lạy Chúa, xưa thánh cải Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô con một Chúa, đấng xin làm con Đức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy nâng tâm Chúa toàn năng hàm hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Thánh Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là công tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã giao phó Thánh Gia cho người coi sóc để người thay quyền Cha nhìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi tôn thờ kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoa nhiệm của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn Mẹ ra và trao cho các môn đệ mà ăn. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức đây, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn Cha cho các môn đệ mà ăn. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới vào vinh phương, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nghiêm và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi không phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Giám mục Phụ Ca Giuse giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
xin nhớ đến tôi tớ Chúa, là cha cố Remy, cha cố Duce, gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và cho Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo Thiên Chúa Người dạy, chúng ta giáo nguyện rằng: xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cảm ơn Chúa, 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 Chúa
đời con là những tháng ngày chung, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng bạn cuộc sống vui chen hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong yên. Chúa, cho ngày lễ mừng thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời hành giả cùng toàn thể cộng đoàn. Come.
kính cha chữ sứ Martino, kính thưa cha phó chú xe, kính thưa quý sơ, quý hội đồng, quý hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đông Quang. Tháng ba lại về, tháng dành riêng cho tất cả du xe. Giáo hội lại một lần nữa muốn cho chúng ta chiêm ngưỡng tất cả du xe, để chúng ta noi gương sáng của người với ba nhân đức: vâng phục, khiêm tốn và trung thực. Hòa cùng niềm vui của giáo hội toàn cầu, hôm nay ngày 19 tháng 3, qua sự chấp thuận của cha chính sứ Martino, giáo hội Giuse chúng con được long trọng mừng kính thánh cả Giuse là bạn trinh nữ Maria, mà giáo hội chúng con nhận ngài là bổn mạng. Xin cộng đoàn cho trọng hóa tay. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dân chùa, giáo hội Giuse chúng con dâng lời cảm tạ tri ân đến cha chính sứ đã dành những tình yêu thương và cầu nguyện cho giáo hội chúng con, để hôm nay chúng con có một thánh lễ trang trọng và tôn nghiêm. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dân chùa, chúng con ngài nhận thánh Giuse là bổn mạng, chúng con xin được thay mặt hội đồng mục vụ, các đoàn thể, cộng đoàn dân chúa, giáo xứ Đông Quang dâng lên Chúa những lời nguyện xin cảm tạ, để thánh cả Giuse luôn là người bạn đồng hành của cha trên bước đường thánh đức. Xin cho ta hóa thành. Giáo hội Giuse chúng con xin chân thành cảm tạ quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý đoàn thể, ca đoàn và tạ thánh tâm đến để hiệp dân và cầu nguyện cho giáo hội chúng con. Giáo hội Giuse chúng con cũng kính xin quý cha, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa giáo xứ Đông Quang cầu nguyện cho mỗi gia đình trong giáo hội Giuse luôn được trở nên những gia đình thánh gia, là muối, là men trong giáo xứ Đông Quang này. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, ban đại diện giáo hội chúng con không tránh khỏi những thiếu sót về tình thương của một cha trên trời, quý cha, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa nhiệt tình thứ lỗi. Con thì thay mặt cho toàn thể giáo hội Giuse đồng cảm tạ. Giờ đây giáo hội chúng con cũng xin dâng lên cha chính sứ và cha phó những bông hoa, và những cây hoa này cũng còn là kết hợp từ gia đình trong giáo hội. Đây là những lời cầu xin của chúng con. Chúng con xin chân thành và xin phát tín lời. Cảm ơn cha chánh xứ, quý hội đồng mục vụ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cầu đoàn đã hiện diện trong thánh lễ này cùng với họ Giuse, cùng với con để rồi dâng lời cảm ơn Thiên Chúa trong ngày lễ bổn mạng. Con xin chân thành cảm ơn. Và các đặc biệt ngày hôm nay, giáo hội Giuse lần đầu tiên tổ chức ngày lễ kính thánh Giuse bổn mạng của giáo hội trong ngày 19 tháng 3. Một lần nữa cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng chúc mừng một tràng vỗ tay thật lớn về đời sống người trong đó. Chúng xin gửi đến tất cả mọi người nhận thánh Giuse làm bổn mạng. Xin thánh Giuse bổn mạng luôn chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta luôn được mọi sự bảo an. Giờ đây chúng ta cùng nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần
ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.